Tại vì chị còn lê được, chị còn đưa lê ra đây, chị rửa lái chị còn lấy được. Chị kia thì chị cứ nằm im thế thôi, cho nên là nó càng ngày nó càng teo đi. Nhưng mà chị cũng bị được mấy năm rồi. Cũng bị lâu ghê rồi đấy. Không đi được mấy năm nay rồi. Không đi được mấy năm rồi. Đến 4 năm năm nay không đi được. Các bạn cái này nó cứ yếu, cái là nó yếu nhanh lắm. Đang đi được nhưng mà đến lúc nó yếu cái thì tự luôn, không đi được, không vận. Năm 77 30, hơn 30 tuổi rồi. Chị 79. Lúc chị 82 thì mất rồi. Là thì 84. Đi hạn thì 88. Xong rồi nào lại lên trên nhà. Trên nhà nghỉ trưa. Nghỉ trưa xong đến chiều độ tầm 2 giờ thì chị dậy lại lên xuống đây ngồi đến tối. Trên nhà nó nóng mà, cũng tay là nó nóng. Thì ngồi đây thì cái này nó có lắm. Ngồi mẹ đi làm. Thế em thì nó đi học. Mẹ cứ ba chị em ở nhà đi làm, đi cấy, đi gặt hay là đi làm gì thì đến độ 10 giờ thì về. Mẹ về thì chị ba chị ra mẹ là hai có người sang đây chơi hả? Chị thắng, người ta đi làm suốt đi. Thì các cháu hè thì chúng nó hay đến chơi, chứ còn hồi hạt thì cũng